Tùng chào mọi người nha. Thì trong clip hôm nay Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người hai con máy của hãng Shimano, là một con khá là cao cấp mọi người, là con Biomaster F-Lưu 4XG hàng lướt nha mọi người nha, và một con là Serona. Thì ở đây là Tùng sẽ có một con Serona size 6 nha. Thì con này cũng xài lướt thôi mọi người. Đây. Hình con này cũng rất đẹp luôn. Đây. Hình con này cũng rất đẹp. Đây. 6.000. Cảm ơn like cho mọi người nha. Con này thì đời mới bây giờ nó cũng không có ra mọi người, nó không có ra đời mới đó. Tại vì cái con này người ta xài khá là ok luôn, nên hãng Shimano nó không ra đời mới, nó giữ cái mẫu này lại đó. Giá thì không đổi đó. Giá con này là 1.750.000 giá mới mọi người, giá mới là 1.750.000 xài 6.000 nè, xài 6.000. Trong một clip này Tùng bán con này là giá 1.3 cho mọi người nha. Con này mấy anh ở ngoài Bắc thì rất thích đánh lục này mọi người, đánh lục này, con ngâm này. Đây, xài 6.000 nha. Hoạt động thì êm mượt. Cái này là khi quay nó bị cấn này nha mọi người nha. Này, Tùng mở ra nè. Máy thì êm mượt, không có lỗi làm gì hết. Máy thì êm mượt nha. Còn ở Hagen này. Đấy, thông số cước này mọi người. 0.37 và 190m nè mọi người. Đó, Serona. Nói chung ngoại hình con này còn rất là đẹp luôn. Đó, mọi người nhìn này coi này, đẹp. Thì nắp ra. Đẹp, hoạt động nè. Nói chung con này có cước sẵn. Trong máy nè, còn đẹp. Nói chung con này anh khách đánh rất ít luôn. Nè. Giá 1.3 nha mọi người nha. Giá 1.3 cho một con máy. Nè. Rất là đẹp luôn. Con này là xài lướt luôn mọi người. Nè, đẹp cấu luôn. Đấy. Con này về thì anh em đánh lục này, đánh hồ này, đánh sông này đều được hết luôn nha. Xài 6.000. Nó rất là tiện lợi cho anh em chơi. Đấy. Giá 1.3 nha mọi người nha. Đó, anh em mà thích thì liên hệ Tùng. Con này giá 1.3. Tay quay thì có ốc này mọi người tao tháo đây nha, nhưng mà cái cốt nó rất là lớn, nên khi anh em mua cái nấm á, thì anh em mua cái nấm sẽ lớn nha, để gắn vừa cốt này nha, tại cốt này của Shimano lớn lắm. Đó, còn không anh em đỡ nấm zin anh em chơi, nấm zin chơi nha. Cái này là đai Tùng gắn lại cho nó đẹp không mọi người, đó, cho nhìn cước nó ghê á. Với lại Tùng không muốn tháo cước là tại vì có nhiều anh em không có điều kiện mua cước á, thì Tùng đỡ luôn, đỡ như vậy luôn nha. À, cho anh em chơi. À, anh em về không thích thì anh em cứ tháo ra thôi. Rồi tiếp theo đây là một con Biomaster. À, con này thì đã Tùng gắn thử cho nó đẹp không, cho nó có cước nó nhìn ghê quá, nó rộng quá mọi người. Tùng bỏ nha. Đây, đây là con Biomaster nha mọi người nha, của hãng Malaysia xuất Nhật. Đây, Biomaster SW nha mọi người nha. Thì con này mọi người có biến, thì con này một con xài hàng lướt. Đó, lướt. Cái con này nó sẽ có hai cói này, có nút châm dầu nè mọi người, đẹp keng, đẹp keng nha. Cái con này thì nếu mà máy mới á, nó không có cói phụ á, thì giá nó 4.7-4.8 á mọi người, mới nha, có hộp luôn đó. Thì con này không có hộp nha, nó là hàng lướt đó. Thì con này nó sẽ có cói phụ như thế này luôn đó. Tùng sẽ đọc thông số cho mọi người nha. Trọng lượng của con này á, thì nó 310g này, giọng quay nó 6.2 này, mắt rát là 11kg, nó ngang con Nachi mà. À, bạc đạn nó là 7 bạc đạn nha mọi người nha. Dây số 2 này vào được 210m. Ủa, khá là cói sâu lắm luôn mọi người nha. Dây số 2 vào 210m nha. Thì con này nó sẽ có một cái cói phụ. Đây, anh em nào thích vô dây như thế nào thì tùy nha. Anh em thích có thể đánh một lô cước, một vô một một lô dây BE hoặc là hai dây BE đều được. Đây, dây BE 1.5 vào được 320m nha mọi người. Đó không? 0.33 vào được 150 này. Đó, Biomaster F-Lưu 4000 nha mọi người nha. Đó. Thì cái cói này nó mua riêng luôn. Này. Đó. Con này về thì mọi người thở đi lưu gần nè. Lưu nhái thật nè. Trong dòng Biomaster X-Ship này mọi người không? Đó, con được bằng. Thì bộ này Tùng sẽ bán với giá là 4.000.000 nha mọi người nha, 4.000.000.
bao gồm máy và có phụ luôn, giá 4 triệu. SW này mọi người, dòng SW nha, là nó muốn nói đây là hao của máy còn mấy tuần nè, mới cáo luôn rồi nha, 4 triệu. Nếu mà cái con máy này mọi người xách tay bên đó về á, nếu mà có phụ như thế này á, nó dao động từ khoảng 4 triệu 2 đến 4 triệu rưỡi nha, 4 triệu 2 đến 4 triệu rưỡi. Nhưng mà máy đẹp nha mọi người nha, chứ không phải là máy mà máy chạy nha. Mọi người nhìn cái con máy này, nhìn con máy là hết hồn luôn. Đấy, con máy này về là câu biết chừng nào mình hư mọi người. Đổi chiều này mọi người, đổi chiều nè, ít ship nè, một con máy câu nước mặn nè mọi người, còn gạt nè, người coi nó đẹp nè, không con máy đẹp, nhìn mê luôn mọi người, đó, cái lô này lô cước nha, anh em nào về thì vô cái lô này là vô cái lô dù đi mọi người, câu mình thay đổi nhau, đấy, ví dụ mình đánh cá không phải lua lóc đó, thì mình chơi cước, đó mình đi câu ngâm, câu hồ, câu chim, câu chép, đó, câu trê. Còn nếu anh em nào có dù lua nhái thật nè, lua gần nè, chơi cái lô này mọi người, gắn lít đời luôn đó. Rồi đi câu nhất cái nắp luôn rồi. Đó, đó. Con máy nè. Đó, Biomaster này, 4XG này, XG là một tua nhanh nha mọi người nha. Cho anh em nào khói thu dây nhanh nè. Chân máy này mọi người, đẹp. Tùng. Tùng lấy con máy này Tùng ưng với bụng luôn rồi. Tiêu răng vặn này thì mọi người có thể là đổi bên trái phải bình thường nha. Đây, con máy này mọi người. Đó, bây giờ những cái con máy này mà kiếm những con máy đẹp như thế này á, nó nói chung là rất là hiếm luôn nha mọi người nha. Tại đa số người ta câu trại nhiều. Đấy, trại nhiều. Nó chỉ có 4 triệu thôi mọi người. Mọi người sở hữu được một con máy mà hai lô luôn. Ui, xả bớt nha mọi người nha. Cứng quá. Đây. Mọi người nghe nè, nó từng xả hết luôn. Đấy, bobin nó nè mọi người. Bobin con này khá là hay luôn. Đấy, cách tiện CNC cũng rất là đẹp luôn rồi. Đấy, cái tiện CNC rất là đẹp luôn. Đấy. FLU 4000 nha. Đấy. Càng nó nè mọi người, đẹp. Nói chung là mọi máy nó sẽ có một cái điểm đặc sắc riêng nha mọi người nha. Con này hơn cái này, con này hơn cái kia, công nghệ nó này nọ đồ. Cái cối nè mọi người, đẹp mơ ly luôn rồi, nhìn này. Đấy, con này mà mọi người đi lua lóc bông đồ này nọ đồ mọi người kéo là con này mất rát 11 kg mà siết chặt mọi người, mà mất rát 11 kg mọi người siết không mọi người. Đó, tê tái luôn. Câu nhồng này, câu măng nè mọi người. Không rồi, máy này. Đó, êm mượt luôn. Đó, êm lắm mọi người, êm như gái 18 luôn nè. Đó, đó. Đó, một con máy. Đấy. Anh em mà thích hai con này luôn thì lấy về luôn càng tốt, người ship một lần một cho khỏi tốn mọi người. Đó, anh em nào thích thì ship một lần một, thì nếu lấy hai con này luôn thì bao ship nó quá tuyệt vời luôn rồi, ship một lần một luôn, nhận hàng luôn. Đó, thì khi mà Tùng ship hàng thì Tùng sẽ nhận cọc nha. Đó, Tùng sẽ nhận cọc và Tùng sẽ ship cho mọi người. Hai con máy hôm nay là Tùng lên rất đẹp luôn. Đó, và nhất là con Biomaster này, một cái con Biomaster mà SW đó mọi người, thở là câu nước mặn, nước ngọt, nước lạ, câu được cả 30 trường luôn. Đó, môi trường khắc nghiệt nhất là môi trường nước mặn là đó mọi người câu. Đó, đồng thời nó sẽ có một cái cối phụ nè mọi người. Cối phụ con Serona thì giá 1,3 triệu thôi mọi người, nhẹ nhàng. Vậy nha, một con máy rất là bền, thì con Serona này vẫn câu được nước mặn nha mọi người nhé. Nhưng mà công nghệ thì nó không bằng con Biomaster rồi. Biomaster thì công nghệ nó thì cao cấp hơn, chất liệu nó cũng cao cấp hơn. Đó, thì giá tiền nó cũng cao hơn mọi người. Đó. Một con 4.000 chứ một con 6.000 mọi người. Đó, nhìn bộ đĩa khác hẳn luôn. Đó, tay Tùng rất là to luôn rồi, cầm máy nha xíu. Đó, tay Tùng to, Tùng cầm máy to, nó vừa phẳng ở tay luôn. Rồi. Anh em mà thích cái con nào thì cứ liên hệ Tùng nha, Tùng nhận cọc. Anh em mà chưa đăng ký thì cứ đăng ký kênh để theo dõi cái clip mới nhất của Tùng nha. Đó, anh em nào coi phù hợp với cái con nào và cái địa hình nào của mọi người đánh thì mọi người sẽ chốt con đó. Đó, phù hợp với túi tiền mọi người nha.
Chứ giờ mọi người mà đỡ tiền đó chơi đá banh thì cũng hot rồi mọi người. Rồi ok, cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người ưng con nào thì cứ chốt con đó Tùng nha. Rồi cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.